Đây, khu vực này có gì nhỉ? Một bàn tay. Ok. Trong phòng này hình như là nó khá cũ rồi các bạn ạ. Thì đúng thật là nhà máy bỏ hoang thì nó phải thế. Ở đâu? Đây là nhà nhà sản xuất các bạn ạ. Nhà sản xuất đồ chơi bỏ hoang. Trong này mình thấy khá là cũ rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hướng nào đây? Khu vực này chăng? Hôm nay chúng ta sẽ khám phá nhà máy sản xuất bỏ hoang nhé cả nhà. Một con tàu, rất nhiều đồ chơi ở đây. Con tàu có cái gì nhỉ? Những thùng đồ chơi này. Đây chả có gì ngoài đồ chơi các bạn ạ. Với một vài cái bàn, một con tàu đỏ vàng hồng xanh. À, khả năng cao trong này nó sẽ là mật khẩu ở đây. Đây 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 đây. Mật khẩu bằng màu sắc các bạn ạ. Nào nhập mật khẩu vào đi. Đỏ, vàng, hồng, xanh. Hồng. Ok, xanh đây rồi. Không biết là cánh cửa này sẽ có gì đây. Một căn phòng làm việc bỏ hoang. Có một cái băng cassette này. Uầy, bỏ vào đây chăng? Chúng ta sẽ xem là trong băng này nói gì đây. Ui rồi, play time à? Gì nhỉ? Một cỗ máy à? Đôi tay hay sao? Đôi tay màu xanh và màu đỏ. À, đôi tay này sẽ đeo ở phía sau lưng các bạn ạ. Theo mình nghĩ là, à, ok mình hiểu rồi. Thay vì dùng một cánh tay chỉ dài tầm khoảng 1 mét thì bây giờ chúng ta sẽ có cánh tay tầm khoảng 2 mét để mình có thể với tới những đồ vật mà mình mong muốn và mình lấy. Hoặc có thể là bật công tắc cái gì đây. Ok ạ. Có thể lấy đầu của người hát chăng? Đây rồi, đây rồi. Lấy cánh tay đây rồi. Ok, mình mở được rồi các bạn ạ. Mình nghĩ bây giờ mình sẽ có siêu năng lực. Ơ, mình tưởng là hai cánh cơ mà nhỉ. Một cánh thôi các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ test thử xem là cánh tay này làm được gì. Ui, dài phết nha các bạn. Kéo được ghế qua luôn này. Được cái chưa nào. Ngoài đời mà mình có cánh tay này mà đi ship hàng hoặc là đi đâu đấy thì ok. Đây rồi. Ấn vào đây chăng? Đúng rồi. Mở cửa bằng dấu vân tay các bạn ạ. Khám phá xem phòng này có cái gì. Âm thanh hơi ghê nha. Ơ kìa. Con gì đây nhỉ? Hookie à? Theo mình nghĩ đây là một con Hookie. Rất ghê nha. Đây có một bảng gì đấy. Ấn không được các bạn ạ. Có một cái nút màu đỏ nhưng mà mình ấn không được. Ghi ghi cái gì đây. Thôi bỏ qua đi. Bên này có một cánh cổng. Cũng là bàn tay. Đây rồi. Ơ kìa. Mất điện hay sao nhỉ? Theo mình nghĩ là mất điện rồi các bạn ạ. Bây giờ chúng ta cần tìm cách để có điện. Cái gì đây? Một cái chìa khóa chăng? Uầy. Lấy một cái chìa khóa ở trong tay con Hookie à? Rất là nhiều đồ chơi này. Ok, được cái chứ nhỉ? Mở cánh cửa này xem nào. À, theo mình nghĩ là chúng ta sẽ vào đây để nối điện các bạn ạ. Đây rồi, khả năng đây rồi. Ui, trong này là một cái kho nhà phát điện chăng? Nhưng mà vào đây hơi chóng mặt các bạn ạ. Vào đây phát chóng mặt luôn này. Cầm dây này cắm vào chăng? Không cầm được là sao nhỉ? Đi đâu tiếp sao? Đây, ok, mở cửa này rồi. Điện phóng ra luôn này. À, mình hiểu rồi. Chúng ta sẽ truyền điện bằng đôi bàn tay này. Hình như là phải đi qua một cái cột, bởi vì mình thấy trong video là sẽ qua một cái cột đấy. Bước tiếp theo sẽ làm gì đây? À, ui, chóng mặt luôn. Đây cũng có một bàn tay. Mở cửa ra xem nào. Xem có gì ở trong này chăng? Tính ra nhà máy này rất phát triển nhá các bạn. Đi đâu cũng phải mở bằng đôi tay này. Người bình thường là sẽ không mở được đâu. Ơ kìa, con gì ấy nhỉ? Mình vừa mới thấy một con gì đi vào đây. Ui, trong cái này toàn cái gì không các bạn ạ. Đây là một cái băng truyền. À, đầu này có một cái cửa. Đây rồi, mình đến được rồi. Mở cửa này ra xem có gì nào. Ừ, vẫn là một cái kho bỏ hoang. Rất là nhiều cái thùng màu sắc xanh với cả vàng. Một cái cầu thang lên. Và có một cái... Đây đây đây, mình sẽ lên cầu thang xem nó như thế nào nhé. Ờ, có một tấm banner ở bên này. Cục gì đây nhỉ? Lấy cục này chăng? À, mình hiểu rồi, bỏ vào đây các bạn ạ. Bây giờ chúng ta cần phải bỏ vào đây.
xem là sẽ có gì ở đây. Đây rồi, mình lấy được rồi. Bỏ từng cái nhá. Tiếp theo nào. Ơ kìa, phải đi kiếm thêm chứ nhở. Đây 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 đây, vừa xuống thấy một cái ở bên này. Đối với những thứ mà phát sáng như này thì chúng ta sẽ dễ tìm hơn. Đâu nhở? Mình nghĩ là có 4 cái, bây giờ chúng ta có được 2 cái rồi. Cái tiếp theo ở đâu đây? Đây đây đây, màu đỏ. Ok rồi, chúng ta sẽ tìm cái cuối cùng nào. Mình nghĩ là ở quanh khu nhà này thôi. Đây rồi các bạn, lấy thôi. Nhưng mà sao mình chỉ có một cánh tay là sao nhỉ? Sao mình thấy trong quảng cáo nó có hai cánh tay cơ mà nhỉ? Thử mở cái này ra xem chúng ta sẽ được gì nào. Một điều đặc biệt chăng? Ơ, một cú máy đồ chơi mới chăng? Nếu như ở bên kia sao, mình sẽ phóng tay sang lấy luôn. Ok, không được kìa. Không được các bạn ạ. Chắc là phải chờ cái máy này đưa đến trước mặt chúng ta thôi. Đây rồi, đây là một bàn tay khác. Không lấy được, phải nhảy xuống lấy thôi. Đây rồi các bạn, hóa ra chúng ta cần phải có hai đôi bàn tay. Được rồi các bạn, khá là ok. Bây giờ mà đi đá bóng có đôi bàn tay này bắt là khá ok đấy các bạn ạ. Chúng ta sẽ mở khu vực này ra xem có gì đây. Thôi kìa, sai tay rồi. Đúng rồi, màu xanh và màu đỏ đi với màu đỏ. Đây rồi, mở được rồi. Vào trong khu nhà này chăng? Đây như kiểu một cái băng truyền sản xuất đấy nhỉ? Ơ, đóng cửa. Thế đi đường nào? Hóa ra là chúng ta cần phải nối điện các bạn ạ. Đây rồi, phải đi qua được cái cột này. Loài hoài mái cuối cùng cũng nghĩ được cách các bạn ạ. Đây rồi, bắn vào luôn nào. Ui, gì nhỉ? Băng truyền à? Nhưng mà game này mình thấy là game kinh dị, sao đến bây giờ mình vẫn thấy bình thường là sao nhỉ? Uầy, cái tay này nhá, cái tay này là tay đập muối các bạn ạ. Sao một khu vực nào đây nhỉ? Âm thanh hơi ghê đấy nhá. Máy gì đây? Xuống đây chăng? Chúng ta sẽ đi xuống đây xem là có gì nhá. Được rồi, hóa ra là chúng ta cần phải nối điện tiếp. Thì luôn á, đi nãy giờ toàn là đi nối điện. Thực chất là ở trong ngôi nhà bỏ hoang này thì chúng ta phải tìm nguồn điện thôi các bạn ạ. Đấy rồi, bắn nó đi. Ok, sao không được nhỉ? Đây đây đây, mình phải cúi xuống. Đấy rồi, bắn vào luôn đi. Được rồi. Có gì không nhỉ? Không có gì là sao nhỉ? Sao không thấy thay đổi gì nhỉ? Hay nhỉ? Đâu? Thay đổi ở đâu nhỉ? Thôi đi xuống đi, đi xuống xem nó như thế nào các bạn ạ. Đây, hóa ra là thế các bạn ạ. Hóa ra là chúng ta sẽ cung cấp nguồn điện cho cái máy này hoạt động. Máy này toàn mắt thôi, mắt to thế nhỉ. Làm sao nhỉ? À, hiểu 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 các bạn ạ. Bây giờ chúng ta cần phải nhổ ba cái con ở bên này, ba cái cỗ máy ở bên này để cung cấp vật liệu để cho ba cái máy bên này sản xuất ra một con búp bê. Hóa ra là quy trình sản xuất ra một con búp bê nó khá là khó khăn các bạn. Bây giờ mình cần phải làm gì đây? Ngồi đây chăng? Ngồi đây lấy luôn đi. Được rồi, một con búp bê. Chúng ta sẽ làm gì tiếp theo? Để vào đây chăng? Ok, để vào đây được rồi các bạn ạ. Mở được một cánh cổng. Sao game kiểu nhạt thế nhở? Hookie ở đâu nhở? Hookie ở đâu? Hai cánh cổng, mở ra xem. Mình nghĩ là hookie ở trong một trong hai cánh cổng này. Mở cánh cổng này ra xem ạ. Mở ra xem. Không mở được các bạn ạ. Thôi toang rồi. Khả năng là cánh... Ô kìa, hookie kìa. Nhanh nhanh nhanh. Ui, mặt nó ghê quá các bạn ạ. Phải trốn nhanh thôi. Đi đường nào đây nhở? Đây 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 đây. Nhanh lên nào. Nhanh lên nhanh lên nhanh lên. Phải trốn con này thôi các bạn ạ. Nên là các bạn mà vào nhà máy thì không nên. Nói chung là không nên. Ok ạ. Trong nhà máy rất có thể là... Ui 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 ui. Ok ạ. Tiếp tục các bạn ơi. Nãy mình không đi kịp. Bây giờ chúng ta sẽ cần phải chơi lại các bạn ạ. Đi thật nhanh để mình xem là chúng ta có thể trốn được con này không. Nó đi đây rồi, quay vòng đi. Hướng này, hướng này, hướng này. Đây rồi. Ui, hồi hộp quá các bạn ạ. Ui,
Ui, nó đi sát mình rồi các bạn ơi. Làm sao nhỉ? Đi thật nhanh thôi nào. Ủa kìa, cầu mong ông bà ông vải về phù hộ cho mình. Cái chúng nó ngay đi hướng này. Ủa kìa, hơi đau đầu đó các bạn ạ. Đâu rồi. Ủa kìa, nó đi với mình càng nhanh là sao nhỉ? Phải trốn nó thôi. Sắp ra được rồi. Đi hướng này. Ủa kìa, đâu rồi, hướng này. Ui, ơ kìa, đóng cửa rồi là sao nhỉ? Mở ra đây. Ui, mở được rồi. Toàn các bạn ơi, tim mình đập nhanh quá các bạn ạ. Đi đường nào đây? Nhanh lên. Wow, ra được rồi. Gì nữa đây? Kéo cái thùng này xuống chẳng. Ơ kìa, ghê thật đấy chứ. Nên là các bạn không nên vào nhà hoang một mình nhé. Đây có một cánh cửa, mình nghĩ là chúng ta thoát được rồi. Còn phải thoát khỏi chỗ ma quỷ nữa không. Hôm nay khám phá ngôi nhà này khá là ghê các bạn ạ. Toàn là cái gì không thôi. Ngôi nhà này cũng khá là ướt. Hay là Hookey ở đây tiếp hay chăng? Cầu mong là sẽ không có điều gì ở đây diễn ra đối với mình. Mình cần phải về nhà an toàn. Không lấy được à? Trong nhà này mình không lấy được một cái gì các bạn ạ. Đây rồi. Ui, phòng này giống như một phòng kara luôn. Cái gì đây? Búp bê à? Ơ kìa. You opened my case.